Ok, tiếp theo là cái nhiệm vụ thứ 8 các bạn. Các bạn nhận ở Avan tiếp ở chỗ NPC NPC là Mary. Ở Avan gần chỗ thợ rèn ha các bạn. Đó. Có cô Mary này nhận nhiệm vụ. Chào người lạ, cậu có thể giúp bà già này chút việc không? Con trai của ta quên mang theo bữa trưa khi đi săn. Cậu có thể mang nó đến cho nó không? Chắc chắn rồi. Cảm ơn cậu, tên nó là Lado. Cậu có thể tìm thấy nó ở cabin thợ săn phía bắc Avan. Ok. Ở đây các bạn, đây ha, bữa bữa ăn trưa của thợ săn. Vãi chưởng. Đi săn mà quên đem cơm phải nhờ mình mang cơm theo. Đây rồi. Lado ha, tên của nhân vật là Lado. Xin chào, cẩn thận trong rừng đấy, những con thú ẩn nấp khắp nơi. Tôi mang bữa trưa đến cho cậu. Hai, tôi đã quên bữa ăn trưa hàng ngày trong 3 năm rồi, mẹ tôi vẫn không biết rằng tôi không thích món cừu hầm với mắt cừu. Được rồi, dù gì cũng cảm ơn cậu. Ok. Vậy là xong các bạn. Xong cái nhiệm vụ bữa ăn trưa của thợ săn ha. Cái nhiệm vụ này gọi là xong luôn, không cần phải trả nhiệm vụ. Đó, khá là đơn giản ha các bạn. Bữa ăn trưa của thợ săn. Vậy là xong.